MC Hoàng Oanh hé lộ ảnh cưới rõ mặt bạn trai ngoại quốc, háo hức đếm ngược từng ngày chính thức thành cô dâu. Bức ảnh cưới của MC Hoàng Oanh nhanh chóng thu hút đông đảo sự quan tâm và yêu thích từ người hâm mộ. Thông tin MC Hoàng Oanh chuẩn bị lên xe hoa với bạn trai ngoại quốc sau 2 năm hẹn hò đang gây xôn xao cộng đồng mạng. Mới đây, cô tiếp tục hé lộ thêm bức ảnh cưới, lần đầu tiên không ngần ngại công khai rõ mặt bạn trai trước thềm hôn lễ. Hoàng Anh đính kèm dòng chú thích. 10 ngày nữa, có thể thấy sau Đông Nhi Bảo Thi, MC Hoàng Oanh cũng đang rất nóng lòng và hồi hộp chờ đợi ngày trọng đại của cuộc đời. Trước đó, dù báo tin vui, nhưng nữ MC vẫn quyết giấu nhẹm diện mạo chồng tương lai và dân tình chỉ thấy được xương xương phần sống mũi khá là cực phẩm. Trong suốt 2 năm yêu đương, Hoàng Oanh chỉ 2 lần nhắc nhẹ đến bạn trai. Lần đầu tiên là vào Valentine năm nay, cô nàng đã công khai mình đang hẹn hò bằng một tấm ảnh ngọt ngào với bạn trai trên biển. Tấm ảnh chụp ngược sáng nên dân tình cũng chỉ thấy được vóc dáng cao ráo cùng khuôn mặt nam tính của bạn trai Hoàng Oanh. MC Hoàng Oanh công khai thêm ảnh cưới rõ mặt bạn trai ngoại quốc, cả hai nở nụ cười hạnh phúc và sắp chính thức nên duyên vợ chồng trong vài ngày tới. Trước đó, dù cũng báo tin vui với người hâm mộ nhưng Hoàng Anh vẫn quyết giấu nhẹm dung nhan bạn trai, chỉ khoe xương xương sống mũi cao cực hiếm. Ngoài hình ảnh cực tình bên nhau, Hoàng Anh và bạn trai Zach còn thoải mái tương tác với nhau trên trang cá nhân sau thời gian dài án binh bất động. Chân dung ông xã tương lai của Hoàng Anh được một nguồn tin tiết lộ trước đó. Không chỉ bảnh bao, Zach còn sở hữu body cực sexy săn chắc, cặp đôi nhận liên tục đông đảo lời chúc phúc và khen ngợi từ bạn bè và người hâm mộ.